Thầy xin chào các em. Nội dung hôm nay chúng ta sẽ học môn thể thao tự chọn bóng chuyền. Kiến thức đấy là ta sẽ học kỹ thuật chuyền bước 2, kỹ năng học xong chuyền bước 2 các em hiểu và biết cách thực hiện được kỹ thuật chuyền bước 2. Phương tiện vở bút và các em ghi chép đầy đủ. Chuyền bước 2 là động tác tổ chức tấn công được thực hiện chủ yếu bằng kỹ thuật chuyền bóng hoặc đệm bóng từ đường bóng. Bước 1, đỡ phát bóng, đỡ đập bóng của đối phương cho vận động viên hàng tấn công thực hiện động tác đập bóng. Yêu cầu chuyền bước 2 là phải có đường bóng đạt độ chuẩn xác cao về tầm hướng, độ ổn định, không xoáy và điểm rơi của bóng. Trong một đội bóng, vận động viên chuyền bước 2 là người có nhiệm vụ tổ chức tấn công, triển khai loại hình, chiến thuật phù hợp với khả năng của đồng đội, phù hợp với điều kiện và tình huống thi đấu. Vị trí của người chuyền bước 2 trong đội hình chiến thuật đơn giản, số 6 tiến và số 6 lùi. Số 3 là vị trí của người chuyền bước 2, vị trí trung tâm của hàng tấn công. Yêu cầu đối với chuyền bước 2. Để thực hiện chuyền bước 2 có hiệu quả, đòi hỏi người chuyền bước 2 phải có kỹ thuật cơ bản về chuyền bóng và đệm bóng thuần thục, có khả năng thực hiện kỹ thuật trong những điều kiện khó khăn, phải kết hợp di chuyển nhanh, đường bóng đến có tốc độ và độ cao không ổn định. Di chuyển do diễn biến của hoạt động thi đấu, người giữ nhiệm vụ chuyền bước 2 phải di chuyển rất nhiều để đón bóng. Kỹ thuật di chuyển được vận dụng rất đa dạng và linh hoạt. Bước nhảy, bước chạy nhằm tạo ra vị trí và tư thế được coi là thuận lợi nhất để chuyền hoặc đệm bóng đến vị trí tấn công. Động tác được coi là thuận lợi nhất cho người chuyền bước 2 là sử dụng kỹ thuật chuyền bóng cao tay chính diện bằng hai tay trước mặt. Đường bóng và điểm rơi của bóng trong chuyền bước 2 đối với người mới học, kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà tại vị trí số 4 và số 2 là kỹ thuật cơ bản nhất và dễ tập luyện nhất. Vì vậy, đường bóng và điểm rơi của bóng trong chuyền bóng bước 2 được chuyền hoặc đệm lên từ vị trí số 3 phải đạt các yêu cầu sau. Đường bóng có độ cao 2 đến 2,5 mét so với mép trên của lưới. Từ vị trí chuyền bóng số 3 đến điểm rơi của bóng trên mặt sân của bóng có độ dài 3,5 đến 4 mét. Đường bóng đi trong không trung theo phương parabol và đường bóng rơi xuống có độ dốc lớn hơn. Đường bóng chuyền bước 2 thường nằm trong mặt phẳng song song với lưới. Cách mặt phẳng của lưới 30 đến 50 cm. Trong tập luyện để phục vụ đập bóng, bóng chuyền bước 2 phải đảm bảo sự ổn định về độ cao điểm rơi và khoảng cách so với lưới. Cái sai thường mắc trong chuyền bước 2 là đường bóng đạt độ cao không ổn định. Về tầm thước, độ ổn định không có. Chuyền bóng xoáy
và điểm rơi của bóng không ổn định. Để thực hiện chuyền bước 2 có hiệu quả, do vậy thầy sẽ yêu cầu các em thực hiện luyện tập tại nhà kỹ thuật đệm bóng và kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước bật trước trước mặt. Các em sẽ thực hiện động tác đệm bóng và chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt vào tường và thực hiện nhiều lần cho đến khi nào thành thục. Và bây giờ thầy sẽ cho các em mấy câu hỏi để các em suy ngẫm, hôm sau thầy sẽ hỏi. Thứ nhất là người chuyền bước 2 đứng ở vị trí số mấy trong đội hình? Câu 2. Chuyền bước 2 có độ cao so với mặt lưới là bao nhiêu?